Năm tuyệt vời đã qua, người người lại cùng đón xuân đang về. Mùa xuân năm nay. Giờ thành là bây giờ là hơn 2 giờ sáng của ngày 1 tháng 1 2017, và lúc mà mình đăng cái clip này lên YouTube thì chắc là nó qua 9-11 giờ gì rồi. Đó thì cũng tranh thủ hướng dẫn về một cái link hay mới, dịp năm mới, một năm chỉ còn lần thôi cho nên là hơi tranh thủ. Đó thì cái link hay sẽ có dạng như này. Đó thì cái link hay này nó là một cái link hay đơn giản. Tại vì các bạn chỉ cần tập được cái chip, sau các bạn đem cái chip các bạn ghép lại với cái chip kia, rồi ghép cái chip kia với cái chip nọ là nó gài được cái link hay. Nó không có đòi hỏi là các bạn phải kỹ thuật cao siêu gì, chứ không phải là kiểu đơn giản theo kiểu mà không cần tập cũng làm được, hay là mới chơi 2-3 ngày 1-2 tiếng gì làm được hết, không có cái đó, không có đó. Thì mình sẽ bắt đầu bằng cái chiếc Sonic đó. Sonic đây là cái tên Sonic mà mình ghi để mà các bạn có thể tìm những cái video hướng dẫn của tụi nước ngoài, bằng cách là các bạn lên YouTube bạn gõ là Sonic, là cái con xanh xanh mà chạy nhanh đó, cộng với cái cụm từ này tutorial, thì nó sẽ ra cái clip hướng dẫn của tụi nước ngoài nếu mà có. Còn nếu mà không có tìm ra được một cái chiếc nào đó thì các bạn bắt buộc phải tập theo cái kiểu mà dòm tay người ta quay rồi các bạn copy theo thôi. Thì cái chiếc Sonic nó sẽ có dạng như này. Đó, mình sẽ nói sơ qua, tức là nó sẽ đi từ đây, nó chuyển qua đây và nó đi lên đây. Làm đúng nó sẽ ra được một cái hình tròn như này. Đó. Đó. Sau cái chiếc Sonic này chúng ta sẽ chuyển cái bút lên như này. Chúng ta chuyển bằng cách là các bạn giữ ngón cái là đi vô đây, các bạn rút cái ngón trỏ ra, các bạn chuyển qua đây. Đi nhanh nó sẽ đi như này. Đó. Đó. Đó, và sau khi mà lên tới đây rồi thì các bạn sẽ Thumbnail Reverse qua. Cái này thì các bạn lên, các bạn tìm hướng dẫn cũng tương tự như Sonic, thêm cái chữ này vô. Nó sẽ đi như này. Đó. Cái này thì tương đối là nó hơi khó với các bạn mà mới tập, thì các bạn phải tập cho nó nhuyễn hai cái chiếc này thì các bạn mới làm được. Tại vì một số bạn mới tập thì làm Thumbnail Reverse nó không có gần, thì các bạn phải cầm cho nó đúng tư thế, các bạn phải ngồi bằng canh như này, canh gốc, hướng gốc nhiều, lực nhiều rồi các bạn mới đẩy được. Nên vậy thì nó sẽ tương đối là khó, cho nên là phải tập cho nó nhuyễn mới đi được cái rập qua như này. Đó, đi lên đây, qua đây là đẩy qua đây liền luôn. Và sau khi mà tới đây rồi thì các bạn sẽ làm một cái đó là pass. Pass lên đây. Nguyên cái tên nguyên bản của nó là finger pass, thì nó sẽ đi từ trên này nó đi xuống dưới đây xong nó đi lên đây. Nhưng mà khi mà các bạn xài một cái chữ pass, tức là nó sẽ đi chỉ đi một số ngón nhất định, tức là nó sẽ đi từ đây lên đây. Mình chỉ cần các bạn đi từ đây lên đây thôi, không có cần thiết mà phải đi hết các bạn. Nó sẽ đi như này. Đây qua đây, lên đây. Sau khi mà lên đây các bạn sẽ làm một cái chiếc đó là back. Tên đầy đủ của nó là back around, nó sẽ đi như này. Đó, như này. Đó. Đó. Mình sẽ ghi cái tên ra cho các bạn xem. Nó là back. Back đó. Các bạn cộng với cái tutorial thì nó sẽ ra hướng dẫn. Sẽ đi như này. Qua đây, đó. Và chúng ta sẽ làm một cái đó là gọi là thumb flap track reverse, nó sẽ đi như này. Đó, cái này mình cũng không có biết phải là thumb flap không, tại vì thumb flap track reverse nó đi từ dưới đây lên đây, nó qua đây. Nhưng mà cái này nó chỉ đi từ đoạn này qua đây thôi. Nên là nói chung là mình cũng không có rõ cái đó có phải là một không, nhưng mà cái cách làm thì nó tương tự, mình sẽ ghi cái tên ra cho các bạn tìm cái kia các bạn tập. Thumb flap đây, flap track reverse. Reverse giống như là trong cái của thằng này. Reverse. Cái này mình ghi sai nha. Thì nó sẽ đi lên như này. Qua đây, lên đây, qua đây. Và thumb flap track reverse qua đây. Và sau khi mà qua đây rồi thì các bạn sẽ Middle back qua đây như này. Tức là các bạn sẽ back bình thường. Back bình thường, xong đó các bạn sẽ back qua đây như này. Đó. Đó. Như này. Đó. Tức là đi lên đây, qua đây, lên đây, lên đây, qua đây. Back qua. Và xong cái link khai. Lên đây, qua đây, qua đây, qua đây, back qua, xong cái link khai. Đó, nếu mà ghép vào combo thì nó, à quên, mình chưa ghi cái tên. Cái tên của cái chiếc đó thì các bạn sẽ thêm chữ middle vô. Tức là back bằng ngón giữa. Đó, thì back bằng ngón giữa là back như này. Đó, và ghép lại toàn bộ cái link khai lên combo luôn, thì nó sẽ đi như này. Đó, sau đó các bạn sẽ mid back qua và các bạn quay một cái gì đó. Đó, kiểu giống như vậy, cái này mình ví dụ thôi chứ mình không hướng dẫn mấy quỷ này. Đó, sau đó bạn làm cái gì đó và bạn kết thúc combo xong. Và là chúng ta được cái link hay và một cái combo rất là ok. Nếu thấy hay thì có thể like ủng hộ mình, share clip hoặc là click quảng cáo để mà ủng hộ mình. Yeah, chúc các bạn năm mới vui vẻ và đạt được nhiều thành công mới trong năm 2017.